Xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Thời sự 24 giờ TV. Và sau đây mời quý vị cùng đến với những tin tức nóng nhất 24 giờ qua. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những tin đáng chú ý sau đây. Anh, Pháp, Đức khiến Trung Quốc đuối lý về Biển Đông. Philippines phản bác Trung Quốc về Biển Đông. Sau đây là nội dung chi tiết. Công hàm phản đối Trung Quốc ở Biển Đông của Anh, Pháp, Đức buộc Bắc Kinh phản hồi nhanh chóng nhưng yếu về mặt pháp lý, theo chuyên gia. Hôm 16 tháng 9, ba nước Anh, Pháp, Đức hay còn gọi là nhóm E3 gửi công hàm chung lên Liên Hợp Quốc phản bác những yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo đó, ba nước nhấn mạnh Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 UNCLOS là khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và cần được duy trì tính toàn vẹn. Công hàm cũng khẳng định việc Trung Quốc vẽ ra cái gọi là đường cơ sở thẳng xung quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cùng khái niệm quyền lịch sử của nước này đưa ra để đòi yêu sách với phần lớn Biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế và các điều khoản của UNCLOS. Điều này đã được xác định rõ ràng trong phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực ở The Hague, Hà Lan, trong vụ kiện của Philippines đối với yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Đánh giá về động thái của E3, giáo sư Jonathan Odom, chuyên gia luật tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Âu George Marshall, một trong các mô hình hợp tác giữa Mỹ và Đức cho biết, bước đi này có ý nghĩa lớn khi nhìn vào vị thế của các nước. Anh, Pháp, Đức là ba thành viên lớn nhất của Liên minh châu Âu-EU, nằm trong 7 nền kinh tế lớn nhất thế giới, là thành viên của UNCLOS. Pháp và Anh còn là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. E3 đã đưa ra tiếng nói độc lập, không liên quan đến bất cứ cường quốc nào khác, kể cả Mỹ. Họ cho rằng mình có lợi ích trong việc bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông là lợi ích toàn cầu, vì thế ba nước đã lên tiếng mạnh mẽ. Odom nói, ba nước có tín nhiệm có thể được các nước khác đề cao quan điểm, vì vậy việc này rất quan trọng. Chuyên gia người Mỹ nhận định đây là lần đầu tiên E3 gửi công hàm phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông lên Liên Hợp Quốc. Trước đó, Anh, Pháp, Đức trong tháng 8 năm 2019 đã ra tuyên bố chung kêu gọi hòa bình ổn định ở khu vực này. Giáo sư Steve Stang, Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Đại học SOAS London của Anh cũng khẳng định chưa từng thấy tuyên bố tương tự nào của E3 như công hàm này. Tê Sang nói, công hàm chung của E3 cho thấy mức độ lo lắng của họ về sự quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt là sau khi Bắc Kinh tăng cường ngoại giao chiến lang kể từ đại dịch COVID-19. Theo Phó Giáo sư Vũ Thanh Ca, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, bằng việc gửi công hàm chung lên Liên Hợp Quốc, E3 đã thể hiện rõ lập trường của mình trước những tuyên bố và hành động sai trái của Trung Quốc. Công hàm của E3 rất chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy định trong luật quốc tế, bác bỏ hầu hết các tuyên bố chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc trái với UNCLOS ở Biển Đông, ngăn ngừa những hệ lụy tương lai của các tuyên bố và hành động của Trung Quốc. Hôm 18 tháng 9, Trung Quốc đã gửi công hàm phản hồi văn bản của E3 lên Liên Hợp Quốc. Odom lưu ý động thái của Bắc Kinh diễn ra chỉ sau 2 ngày. Ông cho rằng Trung Quốc nhận thấy phải lên tiếng vì công hàm của E3 rất quan trọng. Nếu không thì tại sao Trung Quốc phải phản hồi mau chóng như vậy? Odom khẳng định, vai trò thành viên của UNCLOS của Anh, Pháp, Đức đã khiến Trung Quốc phải nêu ra lập luận mới về yêu sách ở Biển Đông, nhưng theo một cách yếu hơn. Trước đây, khi Mỹ phản bác yêu sách của Trung Quốc, Bắc Kinh thường xuyên hướng sang việc Mỹ không phải là thành viên của UNCLOS. Nhưng khi E3 đều là thành viên của Công ước, Bắc Kinh tìm cách đưa ra các lập luận đáng ngờ với hai điểm cần chú ý. Thứ nhất, Trung Quốc tự cho rằng nước này được phép dùng đường cơ sở thẳng quanh các nhóm đảo với tư cách là một quốc gia lục địa. Trong công hàm ngày 18 tháng 9, Trung Quốc cho rằng việc Trung Quốc vẽ các đường cơ sở trong vùng biển thuộc chủ quyền với các đảo và đá liên quan tuân theo UNCLOS và luật quốc tế nói chung. Tuy nhiên, theo Odom, Bắc Kinh chưa bao giờ tuyên bố các đường cơ sở thẳng xung quanh Trường Sa mà vẽ đường cơ sở thẳng dọc hầu hết toàn bộ bờ biển đất liền. Trong khi đó, Tòa án quốc tế cho rằng phương pháp dùng đường cơ sở thẳng trong UNCLOS chỉ được sử dụng trong các trường hợp ngoại lệ. Trung Quốc đã dùng ngoại lệ đó như quy tắc chung. Hơn nữa, phán quyết của Tòa trọng tài thường trực năm 2016 khẳng định Trung Quốc không đủ điều kiện để vẽ các đường cơ sở thẳng quanh các nhóm đảo Bắc Kinh yêu sách. Thứ hai, Trung Quốc cho rằng UNCLOS không bao trùm mọi điều về trật tự hàng hải. Odom đánh giá Bắc Kinh đã đúng khi nói rằng có nhiều luật lệ quốc tế khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là Trung Quốc có thể làm bất cứ điều gì mình muốn ở các đại dương trên thế giới và viện các luật khác như một cái cớ. Odom nhấn mạnh, có thể nói Trung Quốc đã đưa ra các lập luận yếu trong công hàm phản hồi văn bản của E3. Dự báo động thái tiếp theo của E3. Odom cho rằng Anh, Pháp, Đức có thể thúc đẩy quan điểm nhất quán đã nêu trong công hàm ngày 16 tháng 9 ở các diễn đàn quốc tế như các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hay các cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Bên cạnh đó, E3 cũng có thể tăng cường trao đổi mối quan ngại trong các quan hệ song phương với các nước ở khu vực, trong đó có cả Trung Quốc. Odom tin rằng Anh, Pháp, Đức có thể tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông nhằm bảo vệ tự do hàng hải ở khu vực. Trên thực tế, Anh và Pháp đã điều tàu đến Biển Đông. E3 cũng có hợp tác quân sự mạnh mẽ với Mỹ, tiến hành nhiều hoạt động và diễn tập ở nhiều nơi trên thế giới. Odom cho hay, tôi hy vọng các nước châu Âu sẽ tiếp tục điều tàu đến Biển Đông vì lời nói cần đi đôi với hành động. Giáo sư Sang cũng có chung nhận định, cho rằng E3 sẽ ủng hộ các hoạt động bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, trong đó Anh sẽ có hành động sớm hơn Pháp và Đức. Theo Phó giáo sư K, ba nước châu Âu có thể tăng hợp tác với các nước thành viên khác của EU, đồng minh để phản đối các hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. E3 cũng sẽ phối hợp với Mỹ, Nhật Bản, Australia và các nước có lợi ích ở Biển Đông để đảm bảo an ninh, trong đó có việc tăng hoạt động và giao lưu của tàu chiến, hình thành khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ba nước này có thể thực hiện các biện pháp kinh tế để buộc Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế. Ông K đánh giá các nước châu Âu ngày càng nhận thức rõ mối đe dọa từ Trung Quốc, từ tham vọng và hành động bất chấp luật pháp quốc tế của Bắc Kinh. Do vậy, các hoạt động kiềm chế Trung Quốc của châu Âu được tiến hành trên tất cả các mặt trận, cả về kinh tế, chính trị, ngoại giao, trong đó Biển Đông là một trong những mặt trận quan trọng. Ngoại giao chiến lang của Trung Quốc trong quan hệ với các nước châu Âu khi các nước đang đối phó với COVID-19 đã làm xấu đi quan hệ của châu Âu với Trung Quốc. Chuyên gia Odom đánh giá, các nước châu Âu đang gia tăng mối quan tâm đến diễn biến ở Biển Đông trong vài năm gần đây. Mới nhất, Đức đầu tháng 9 đã thông qua các nguyên tắc liên quan đến Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây được coi là chiến lược quốc gia của Đức về tầm quan trọng của duy trì tự do hàng hải, ủng hộ phán quyết của PCA năm 2016 và kêu gọi các bên xây dựng bộ quy tắc ứng xử ràng buộc COC. Sau khi Nhật Bản, Mỹ kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết năm 2016, hiện nay ba nước lớn ở châu Âu cũng gia nhập nỗ lực này. Odom nói, mối quan tâm của Anh, Pháp, Đức đang gia tăng mạnh mẽ. Philippines phản bác Trung Quốc về Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Locsin tuyên bố Philippines sẽ không chấp nhận yêu cầu của Trung Quốc là loại cường quốc phương Tây gồm Mỹ khỏi Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin nói tại phiên điều trần về ngân sách Hạ viện hôm 21 tháng 9, tôi đã đảm bảo với phương Tây rằng khi thực hiện bộ quy tắc ứng xử, chúng ta sẽ không bao giờ áp dụng những gì Trung Quốc yêu cầu, đó là loại các cường quốc phương Tây khỏi Biển Đông. Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Tôi cam đoan các cường quốc phương Tây sẽ hiện diện ở Biển Đông với tư cách là một bên cân bằng. Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines ra tuyên bố hối thúc các nước ASEAN chống lại sự can thiệp bên ngoài khi soạn thảo Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông COC, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đó kêu gọi các nước Đông Nam Á không để Trung Quốc lấn lướt. Locsin nói, chúng tôi tin vào cán cân quyền lực, rằng tự do của người Philippines phụ thuộc vào cán cân quyền lực ở Biển Đông. Theo Ngoại trưởng Philippines, dù một số quốc gia tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, chỉ Manila và Bắc Kinh xung đột thực sự do Trung Quốc tiếp tục hành vi hung hăng để khẳng định yêu sách chủ quyền rộng lớn, không có cơ sở pháp lý và lịch sử, theo phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016. Đây là lý do các thành viên ASEAN đang đàm phán bộ quy tắc để đảm bảo hòa bình và ổn định trên tuyến đường thủy có nhiều biến động này. Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN hôm 8 tháng 8 ra tuyên bố chung về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên các bộ trưởng ASEAN ra tuyên bố riêng về chủ đề hòa bình và an ninh khu vực nhân kỷ niệm 53 năm ngày thành lập ASEAN. Theo đó, Hiệp hội tái khẳng định cam kết duy trì một Đông Nam Á hòa bình, an ninh, trung lập, ổn định, đồng thời củng cố các giá trị hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tuyên bố cũng xác định những nguyên tắc và định hướng lớn giúp ASEAN thích ứng với những biến động, cạnh tranh nước lớn gia tăng ở khu vực và thế giới, từ đó tiếp tục củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm. Nội dung trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh Thời sự 24h TV để cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!